Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ HD. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ HD. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Tín hiệu đáng mừng, những con số tươi sáng tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự đoán thời điểm cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường. Hà Nội, những chùm ca bệnh và điểm nóng Covid-19 nào đang bị phong tỏa? Không để xảy ra vaccine ông ngoại. Trên đây là phần điểm tin nóng nhất 24 giờ qua. Mọi ý kiến phản hồi, kính mời quý vị chia sẻ dưới phần bình luận. Tín hiệu đáng mừng, những con số tươi sáng tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Kính thưa quý vị, tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 thành phố Hồ Chí Minh, gần đây mỗi ngày có tới 700-800 bệnh nhân được xuất viện. Nhân viên y tế phải làm việc tất bật từ sáng đến chiều, có khi bỏ luôn bữa ăn để sớm hoàn thiện thủ tục cho mọi người được sớm về nhà. Không chỉ có bệnh nhân vui đâu, bác sĩ cũng vui mừng lắm. Sáng ngày 24 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 23 tháng 7 có thêm 2.226 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 10.699 người. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Tâm, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 của thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh nhân mang nhiều nỗi lo lắng khi vào đây, nên Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 luôn cố gắng lo lắng và đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân từ những nhu cầu nhỏ nhất. Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm chia sẻ, ngày các bệnh nhân đủ điều kiện được về, không chỉ có bệnh nhân vui không đâu mà các nhân viên y tế cũng vui mừng lắm. Có những ngày tới 700-800 trường hợp được xuất viện, nhân viên y tế phải làm việc tất bật từ sáng đến chiều, có khi bỏ luôn bữa ăn để mong sao xong sớm các thủ tục cho mọi người được sớm về nhà. Tính đến hôm nay, đã có hơn 2.600 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1. Đây là những con số mang sắc màu tươi sáng, giúp các y bác sĩ nơi đây có thêm niềm tin, động lực chiến đấu trong cuộc chiến với COVID-19, bác sĩ Nguyễn Thành Tâm bày tỏ. HCDC cho biết, hiện các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 37.407 bệnh nhân dương tính, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh dương tính, trong đó có 619 bệnh nhân nặng đang thở máy và 12 bệnh nhân can thiệp ECMO. 9 kết quả nổi bật sau 15 ngày giãn cách. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, có 9 kết quả nổi bật đạt được sau 15 ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 1 là công tác xét nghiệm được chuẩn hóa, có trọng tâm, trọng điểm. 2 là công tác quản lý các khu cách ly đã đi vào nề nếp, quan tâm, chăm lo tinh thần, vật chất cho người đang thực hiện cách ly tập trung. 3 là các lực lượng và địa phương liên quan đã nhanh chóng xây dựng mới hoặc cải tạo các cơ sở thành các bệnh viện dã chiến kịp thời đáp ứng nhu cầu cách ly, điều trị. 4 là khẩn trương huy động nhân lực, trang thiết bị y tế, đảm bảo năng lực điều trị cho bệnh nhân, giảm tử vong. 5 là cung ứng hàng hóa kịp thời, kiểm soát tốt giá cả, có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo hỗ trợ người dân, tiếp cận hàng hóa được thuận lợi hơn. 6 là các quận huyện đã kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhiều mô hình, sáng kiến hay được nhân rộng trong kiểm soát dịch bệnh và chăm lo cho đời sống của nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, người dân trong các khu phong tỏa, cách ly. 7 là công tác thông tin, tuyên truyền đã truyền tải kịp thời các thông tin chính thống đến với người dân, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đồng thời tích cực tham gia phản bác các thông tin sai sự thật, gây kích động, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. 8 là công tác nhập liệu và phân tích dữ liệu đã được cải thiện hơn, cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ cho hoạt động chỉ đạo phòng chống dịch, đã cơ bản kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia. 9 là huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, các chức sắc, tín đồ, tôn giáo, doanh nghiệp đã hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 969 ngày 17 tháng 7 năm 2021 và chỉ thị 12 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh thành phía Nam từ 0 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 thêm 9 ngày nữa đến hết ngày 1 tháng 8.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự đoán thời điểm cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường. Kính thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc cùng với đoàn công tác của Chính phủ và Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn và kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 đợt 5. Nhận định về tình hình dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh sau 12 ngày thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết ngành y tế thành phố đã có nhiều nỗ lực nhưng dịch bệnh vẫn phức tạp, khó dự báo chính xác về đỉnh dịch. Thống kê cách đây 3 ngày, thành phố ghi nhận khoảng 5.000 ca nhiễm, nhưng 2 ngày qua chỉ còn khoảng 3.000 ca. Qua đây chúng ta thấy, chưa thấy dấu hiệu khả quan. Đỉnh dịch của Thành phố Hồ Chí Minh có giảm hay không phụ thuộc vào năng lực của ngành y tế, năng lực của cả hệ thống chính trị và nhận thức của người dân. Chúng tôi hy vọng dịch sẽ giảm xuống trong 7-10 ngày tới khi áp dụng chỉ thị 16 trên phạm vi 19 tỉnh khu vực phía Nam. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay, tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần cố gắng bóc F0 ra khỏi cộng đồng để tránh tình trạng ca nhiễm tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Nếu không phát hiện kịp thời, bệnh có thể lây cho người có bệnh nền, dẫn đến bệnh nặng, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không kịp thời đưa vào cơ sở điều trị. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh cần kiên trì giãn cách và thực hiện phải nghiêm ngặt, trong đó tính toán phương án áp dụng một số biện pháp mạnh mẽ hơn ở một số địa bàn đặc thù. Bên cạnh tiếp tục các chiến lược của Bộ Y tế đối với khu vực nguy cơ cao, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục nỗ lực xét nghiệm với tần suất cao hơn đối với khu vực nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Thách thức lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là giảm tỷ lệ ca nhiễm F0 có diễn biến thành nặng và từ nặng thành rất nặng, bởi ở các nước tiên tiến trên thế giới, nếu đã diễn biến rất nặng thì rất khó cứu chữa. Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực thành lập các trung tâm thu dung và điều trị COVID-19 ban đầu. Đây là sáng kiến hay nên cần tiếp tục sẵn sàng các khu vực khác, bố trí hệ thống oxy trung tâm để giảm số lượng bệnh nhân chuyển nặng, qua đó giảm nguy cơ tử vong. Phó Thủ tướng cho hay, trước đề nghị đối với 18 hạng mục của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng cho biết có những hạng mục có tiền cũng không mua được, ví dụ như ECMO. Do đó, trước mắt, thành phố cần cố gắng xoay sở trong trang thiết bị hiện có. Phó Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương áp dụng cơ chế mua sắm đặc biệt để tạo điều kiện tối đa trang thiết bị, nhất là vật tư tiêu hao cho tuyến đầu chống dịch. Phải đảm bảo cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố, khu điều trị bệnh nặng không kể của Thành phố Hồ Chí Minh hay Trung ương dứt khoát không được thiếu đồ bảo hộ, vật tư y tế, đảm bảo an toàn cho đội ngũ y tế, ông Đam nhấn mạnh. Phó Thủ tướng cũng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh phải tính đơn vị bằng tháng mới có thể đưa cuộc sống quay về bình thường như trước khi có dịch. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần thiết lập cơ chế phân phối hàng hóa, lo cho bữa ăn cho 10 triệu dân, từng bước mở cửa các kênh phân phối bảo đảm an toàn, đồng thời chăm lo đời sống các hộ khó khăn, các nhóm yếu thế. Chính phủ tiếp tục ưu tiên vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới để thành phố kiểm soát dịch bệnh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế. Hà Nội, những chùm ca bệnh và điểm nóng COVID-19 nào đang bị phong tỏa? Quý vị thân mến, trong đợt bùng phát dịch từ ngày 5 tháng 7 đến nay, Hà Nội có 10 chùm ca bệnh chính, 27 quận huyện đã ghi nhận F0. 10 chùm ca bệnh bủa vây 27 quận huyện. Từ ngày 5 tháng 7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 416 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến 10 chùm ca bệnh chính, bao gồm chùm ca bệnh sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng, nguyên phát, chùm ca bệnh thứ phát từ các F0 phát hiện qua sàng lọc người ho sốt, chùm ca bệnh liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ, chùm ca bệnh liên quan Nguyễn Khuyến, Đống Đa, chùm ca bệnh liên quan Tân Mai, Hoàng Mai, chùm ca bệnh liên quan Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, chùm ca bệnh liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng, chùm ca bệnh tại khu công nghiệp Thăng Long liên quan Bắc Giang, chùm ca bệnh liên quan Thành phố Hồ Chí Minh, chùm ca bệnh liên quan Bắc Ninh. Trong đó, chùm ca bệnh liên quan Nguyễn Khuyến, Đống Đa và chùm ca bệnh tại khu công nghiệp Thăng Long đứng đầu về số F0 với lần lượt là 66 và 68 ca. Nhiều chùm ca bệnh tại Hà Nội đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây và vẫn liên tục ghi nhận thêm các F0 mới. Ở lần bùng phát dịch trở lại này, COVID-19 cũng đã tấn công cả vào các khu công nghiệp như khu công nghiệp Thăng Long, khu vực dân cư đông đúc, các khu phố trung tâm, chung cư và cả chợ dân sinh. Các ca dương tính bán hàng tại chợ Bùng, Thạch Thất được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Với đặc điểm mật độ người cao, thường xuyên có tiếp xúc những khu vực này được các chuyên gia dịch tễ đánh giá có nguy cơ rất lớn và khó kiểm soát. Các điểm nóng đang được phong tỏa tại Hà Nội. Hiện tại, 27 quận huyện ở Hà Nội đã ghi nhận F0, huyện Đông Anh và quận Hai Bà Trưng đứng đầu về số F0 với lần lượt là 62 và 60 ca.
Trong khi các ca bệnh phát sinh ở huyện Đông Anh tập trung ở khu công nghiệp Thăng Long và đều đã được cách ly, thì tại quận Hai Bà Trưng xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng có dịch tễ phức tạp. Theo nhận định của CDC Hà Nội, các chùm ca bệnh tại Hai Bà Trưng có mắt xích với nhau nhưng không rõ ràng. Quận Hai Bà Trưng có mật độ dân số cao, dịch lẩn khuất trong cộng đồng, bùng ra nhiều nơi nên gây khó khăn trong kiểm soát dịch. Dưới đây là một số điểm nóng liên quan đến các ca COVID-19 đang được phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn Hà Nội dựa theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Y tế. Quận Hoàng Mai, ngách 24, ngõ 120 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam. 245, ngách 32 Định Công, phường Định Công. 46-75, gạch 281 Trường Định, Tương Mai. Nhà 3 tầng, ngõ 422 Trường Định, Tương Mai. Tầng 11, chung cư Sunshine Palace, ngõ 13 Mai Động. Tầng 12, tòa A, chung cư CT2, 16 hộ, 47 nhân khẩu, ở Yên Sở. 51, gạch 169, gạch 179, Tân Khai, phường Vĩnh Hưng. Tại quận Nam Từ Liêm, ngõ 16, Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1. Ngách 50, gạch 2, Mễ Trì Thượng. Tại quận Hai Bà Trưng, 89 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, ngõ 94 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, trại găng Thanh Nhàn, tầng 22, 23, 24, tòa A1, chung cư Hòa Bình Green City, Vĩnh Tuy. Quận Thanh Xuân, tầng 10 Thanh Xuân Building, 35 Lê Văn Thiêm, 14 hộ dân tại cầu thang 7, nhà A2, tập thể Thanh Xuân Bắc, một phần ngõ 64 Phan Đình Giót. Quận Bắc Từ Liêm, số nhà 80, 82, 84, ngõ 562 Trần Cung, Cổ Nhuế 1. Tòa N03T8, chung cư Ngoại giao Đoàn, phường Xuân Tảo. Tòa C1, C2, chung cư Eco Home 2, phường Đông Ngạc. Quận Long Biên, 1A-51, ngõ 564, gạch 55, gạch 14, Nguyễn Văn Cử, tổ 12, phường Gia Thụy. Quận Hà Đông, tầng 7, chung cư Waystar, Mộ Lao. Một đoạn phố trong cụm dân cư N07C, phường Vạn Phúc. Quận Cầu Giấy, số 1A, gạch 45, gạch 58, Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa. Số nhà 8-13, ngõ 53, phường Trí Kiên, phường Nghĩa Đô. Quận Đống Đa, khu F3, ngõ 171, Thái Hà. Khu nhà thuốc 95, Láng Hạ. Quận Hoàn Kiếm, 31, Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ. 713, Hồng Hà, phường Trương Dương. 105, Vọng Hà, phường Trương Dương. Ngõ 22, Hàng Hương, gồm 22 hộ gia đình. Một đoạn phố Hàm Tử Quan. Huyện Ứng Hòa, thôn Thái Hòa, xã Hòa Xá. Huyện Quốc Oai, tổ dân phố Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai. Cầu Nghè, Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai. Tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai. Tổ dân phố Đình Tổ, thị trấn Quốc Oai. Huyện Thạch Thất, tại xã Phùng Xá. Huyện Đông Anh, ngõ 12 Mai Châu, phường Đại Mạch. Chi nhánh công ty Meda, xã Vân Nội. Khu vực phong tỏa thông Đại Độ, xã Võng La. Công ty Xây, công ty Molex, khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Trung. Huyện Mỹ Đức, khu vực phong tỏa xóm 10, thôn Vĩnh Lạc, 10 hộ gia đình. Khu vực phong tỏa xóm 2, thôn Canh Đào, 32 hộ gia đình. Đội 7, Phú Hiền, xã Hợp Thanh. Huyện Sóc Sơn, ngõ Thanh Bình, thôn Đông Bài, xã Mai Đình. Huyện Thanh Trì, 23N05, khu tái định cư Triều Khúc. 36 ngõ 124 Tân Triều, Triều Khúc. Một hộ gia đình tại thôn Tường Trúc. Huyện Thường Tín, 178 tiểu khu Trần Phú. Không để xảy ra vaccine ông ngoại. Kính thưa quý vị, bên cạnh nỗ lực trong mục tiêu bao phủ vaccine phòng COVID-19 tới 70% dân số, chính phủ yêu cầu đảm bảo minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine của người dân. Cùng với nỗ lực khoanh vùng, truy vết, điều trị tiến tới khống chế và dập dịch, thì tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp tối ưu để ngăn chặn sự tàn phá của đại dịch COVID-19 trong thời điểm này. Chính phủ, các bộ ngành đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo đủ nguồn vaccine cho mục tiêu 70% người dân cả nước được tiêm vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng, từ đó đẩy lùi đại dịch. Trong điều kiện khan hiếm vaccine trên toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, đặc biệt là Thủ tướng và các bộ ngành đã vận động các quốc gia, tổ chức quốc tế bằng nhiều hình thức để tiếp cận mua vaccine cho người dân. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh báo cáo trước Quốc hội ngày 22 tháng 7. Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, trở thành mục tiêu hàng đầu của chính phủ trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng và phủ kín 61 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Nếu không đạt được kế hoạch tiêm chủng vaccine thì kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội sẽ có độ trễ, đời sống của nhân dân tiếp tục khó khăn, nhất là các đối tượng yếu thế, người mất việc làm, thiếu việc làm do phải thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19.
ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định. Chiến lược vaccine và phương châm 4 tại chỗ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả phòng dịch từ trạng thái phòng ngự sang tấn công. Các đối tượng khu vực ưu tiên nguồn vaccine đã được quy định rõ nhằm đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 cao nhất. Bởi vậy, việc một hoa khôi lên mạng xã hội khoe khoang không cần đăng ký, không thuộc thứ tự ưu tiên nhưng được tiêm vaccine do ông ngoại giúp đỡ đã khiến dư luận bức xúc, hoài nghi về tính minh bạch và công bằng đối với việc tiếp cận vaccine trong bối cảnh vaccine khan hiếm. Ngay lập tức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, làm rõ vụ việc được tiêm vaccine nhờ ông ngoại. Thủ tướng yêu cầu phải xử lý theo quy định nếu thông tin trên là chính xác. Bên cạnh đó, phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm ngay, dứt khoát không để tái diễn. Tối 21 tháng 7, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế yêu cầu tất cả cơ sở tiêm chủng vaccine cho cả nước rà soát danh sách đối tượng tiêm theo đúng nghị quyết 21 NQCP của Chính phủ và quyết định 3355 QĐ-BIT của Bộ Y tế. Tại diễn đàn Quốc hội sáng 22 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine của người dân, quản lý chặt chẽ và công khai các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống COVID-19, nhất là nguồn tài trợ, quyên góp, ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm. Phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả đã được Chính phủ quán triệt ngay từ khi triển khai chiến lược tiêm chủng vaccine chống COVID-19. Bởi vậy, mọi hành vi đi ngược với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ ảnh hưởng đến lòng tin người dân về sự minh bạch, công bằng của chiến dịch này cần phải xử lý nghiêm khắc. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất của tin tức 24 giờ HD mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.